khuất phục dẫu không thời gian lỡ hẹn, nhưng sao ngập ngừng chưa giọt lệ dài nhân. Vậy mà anh từ nói với anh hơn một vạn lần, từ thì từ nhưng lòng chưa vương vấn tình. Phải chăng em đã đến với anh từ lâu lắm rồi, nhân duyên này ta phải thành đôi. Tình yêu có thể hóa giải những hận thù, những vun vỡ trong cuộc sống rồi bờ lại chờ ngược ra khơi.